Sau đây tôi xin gửi tới quý vị khán giả câu chuyện cực ngắn có đầu đề Ai mới là kẻ ngu? Một ông thầy giáo mới dạy lớp học sinh này nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị các bạn gọi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do. Nhóm bạn trả lời: Dạ thì nó là thằng ngu thưa thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng nhỏ 10 rúp thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp thôi thầy ạ. Vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn. Dạ đây thầy nhìn nhé. Một bạn trong lớp giơ 2 đồng xu và cho cậu kia chọn, và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: Sao em không chọn đồng 10 rúp mà lại chọn đồng 5 rúp? Cậu bé trả lời: Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà thầy. Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại: Chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn hay sao? Cậu bé trả lời: Nếu em lấy đồng 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa thầy ạ. Bài học rút ra: Chắc chắn khi đọc đến đây, bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ ra ngờ nghệch mà không hẳn là vậy. Người ta thường nói, ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ. Đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Vì vậy, đừng nên xem thường người đối diện với bạn, bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngu như bạn nghĩ. Tiếp theo tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả câu chuyện cực ngắn có đầu đề Tiều Phu và Học Giả. Tiều Phu và Học Giả đi chung trên một chiếc thuyền ở giữa dòng sông. Học Giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò chơi đoán chữ cho đỡ nhàm chán. Đồng thời giao kèo nếu mình thua sẽ mất cho Tiều Phu 10 đồng, ngược lại Tiều Phu thua chỉ mất 5 đồng mà thôi. Học Giả coi như nhường Tiều Phu để thể hiện trí tuệ hơn người của mình. Đầu tiên, Tiều Phu ra câu đố: Vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân nhưng khi lên trên bờ chỉ còn có 10 cân? Học Giả vắt óc ra suy nghĩ, vẫn không tìm ra câu trả lời, đành đưa cho Tiều Phu 10 đồng. Sau đó ông hỏi Tiều Phu câu trả lời là gì? Tiều Phu trả lời: Tôi cũng không biết. Tiều Phu đưa cho Học Giả 5 đồng và nói thêm: Thật là ngại quá, tôi kiếm được của ông 5 đồng rồi. Học Giả vô cùng sửng sốt. Bài học rút ra: Trong cuộc sống, nhiều người tỏ vẻ là mình thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường những người ít học và học thấp hơn họ. Tuy nhiên, đôi lúc sự tự phụ của họ sẽ khiến họ bị lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Họ không biết một điều rằng thông minh sẽ hại thông minh. Người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao tự đại. Lẽ vậy ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh, và hãy là một người khiêm tốn đáng được tôn trọng. Nên ta phải suy nghĩ nhiều hơn về đức tính khiêm tốn